tất cả quý vị, tôi là người dẫn chương trình Long Chun và quý vị đang đến với chương trình Gương mặt thân quen phiên bản song ca 2022. Và trước khi đến với những tài năng nhí, chúng ta hãy cùng chào đón bộ ba ban giám khảo ngày hôm nay. Xin giới thiệu trên sân khấu MC diễn viên Đại Nghĩa, nữ ca sĩ Hòa Minh Di và nữ ca sĩ Thu Ngọc. Quý vị thân mến, ngoài là hai gương mặt rất là quen thuộc là anh Đại Nghĩa và Hòa Minh Di thì ngày hôm nay có một nhân vật giám khảo khách mời mà Long nghĩ rằng sự xuất hiện của chị sẽ giúp rất là nhiều những người như là Long Chun vô cùng hào hứng. Vậy thì lần đầu tiên đến với chương trình Gương mặt thân quen, cảm xúc của chị bây giờ như thế nào? Ngọc cũng là một fan của chương trình Gương mặt thân quen từ những năm đầu tiên, cho nên là ngày hôm nay rất là vinh dự khi mà được đứng ở đây để xem các tài năng trẻ nhí của chúng ta như thế nào. Các bé bây giờ thì tài năng lắm. Các bé lanh lợi, thông minh và duyên dáng vô cùng. Dạ. Và đây là một cái sân chơi tuyệt vời để các bé có thể thể hiện điều đó. Hồi xưa thì tụi em không có nhiều sân chơi như thế này, nhưng mà mùa hè mỗi năm thì đều có những cái chương trình Búp Sen Hồng. Anh nghĩ là có nghĩa là các nhà thiếu nhi ở các tỉnh từ Bắc vào Nam để tập hợp lại để mà biểu diễn với nhau. Thì đó cũng là những cái sân chơi em nghĩ là cũng thú vị giống như bây giờ vậy. Dạ. Vậy còn anh Đại Nghĩa thì sao? Cái tuổi thơ của anh thì chỉ có quanh quẩn với những cái hoạt động ở phường, ở trong lớp học mà thôi. Nhưng mà dầu sao thì đó cũng là những cái ký ức rất là đẹp với mình. Là bởi vì mỗi một cái thời điểm nó sẽ có những cái hoàn cảnh khác nhau, những cái điều kiện khác nhau. Và mình sẽ không so sánh được mình hay là với các bạn nhỏ sau này. Mình chỉ biết rằng là tuổi thơ của mình vẫn sống trọn vẹn với nó bằng cách là mình hát trong nhà, mình hát ở dưới bếp, mình hát trong phòng tắm, mình hát cho ba mẹ, ông bà nghe. Thì đó cũng là một cái ký ức rất là đẹp khi anh nhớ về tuổi thơ của mình. Nói về thí sinh năm nay của chúng ta thì em phải cảm nhận là các bạn ấy tập luyện cũng như là làm mọi thứ rất là hăng say. Thế thì Hòa Minh Di ơi, em thấy là qua từng cái tuần á và sự tiến bộ của các bé như vậy ấy, thì em đánh giá là qua từng tuần thì cái mức độ tăng trưởng của các bạn ấy như thế nào? Tăng trưởng gọi là về cái mặt gọi là kinh nghiệm. Em nghĩ chương trình này là một ước mơ của các bé. Bởi vì vậy thì các bé khi mà xem mọi người ở những năm trước thi thì đã có những cái thích thú, đã có những cái sự chuẩn bị, giống như là nghĩ rằng là một ngày mình được đứng trên sân khấu của Gương mặt thân quen nhí thì mình sẽ làm những gì. Qua từng tuần thì phong độ của các em vẫn như vậy, vẫn rất là tốt. Và có những em thì những tuần đầu chưa được tốt lắm, nhưng mà có thể là ở những vòng tập 3 ở tuần trước thì các em đã vượt trội hẳn lên. Thế em cũng rất là mong chờ đến ngày hôm nay để xem những cái sự tiến bộ của các em. Và vì là ban giám khảo và cũng như là một trong những thành phần của chương trình năm nay, nên em cũng muốn là các bé càng giỏi thì chương trình của mình càng thành công hơn ạ. Xin cảm ơn các vị ban giám khảo và chúng ta hãy cùng tiến về vị trí để đến với chương trình ngay bây giờ ạ. Quý vị thân mến, như đã hứa hẹn thì đêm nay chắc chắn là sẽ đưa quý vị đi từ hết cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác. Và bây giờ chúng mình cùng xem cặp thi đấu đầu tiên là ai quý vị nhé. Và trong tuần thứ tư này thì Sĩ Luân đã bấm trúng một cái nhân vật, một cái thành viên cũng khá là nhiều màu sắc của ban nhạc đình đám Big Bang. Wow. Chuẩn bị nhé. 3, 2, 1, xin mời. Thực sự đây là một cái nhân vật vừa có tính giải trí nè. Tại vì thường chú Đê Sung mà chơi mấy cái game show thì cực kỳ vui, rất là hài hước luôn. Và trên sân khấu với cái ca khúc sắp tới này thì cũng là một ca khúc mà tràn đầy năng lượng, cái sự hài hước và màu sắc của chú Đê Sung. Thì đối với con thấy như thế nào về cái đề bài này? Bài này nó rất là vui và hài nữa. Nó cũng có na ná nét của bài tuần thứ nhất của bọn mình là nó hài. Nhưng mà bài năng này lượng nó khác, cái nhịp nó khác. Đúng rồi, nó năng lượng hơn. Là một cái bài giống như là nó hơi nhạc kịch nhẹ, nó tạo ra một cái không gian cho chúng ta có một cái câu chuyện cũng khá thú vị, hài hước với cái nhân vật Nga Sung. Tại vì đó cũng là một trong những cái sản phẩm mà solo rất là nổi tiếng của chú Đê Sung. Tại vì thường là chú Đê Sung hát với chung với nhóm thôi. Và đây cũng sẽ là một cái thử thách mới, cũng căng và cũng cần sự hóa thân và tập luyện rất là nhiều.
từ hai chú cháu. Chú sợ nhất cái đoạn nào con biết không? Đố con luôn. Trời ơi, chú bảo chú sợ nhất đoạn rap ấy. Rap rất là nhanh mà rap còn là rap tiếng Nhật nữa. Ừ thì rap là nó khó rồi, nhưng mà cái đoạn mà khiến cho chú mà nhiều khi mắc cười luôn á và không đỡ được đó chính là cái đoạn kết. Đoạn kết là cái đoạn mà tập con tập nhảy lên ấy. Thưa quý vị, cách đây một vài tuần thì Sĩ Luân có một chiều cao cũng như là một số cân nặng nó nhỏ hơn. Tại vì cái đoạn kết là cái đoạn mà Quốc Bảo phải có cái tư thế bê đỡ Sĩ Luân bay lên người Quốc Bảo, Bảo ôm như là em bé vậy đó. Nhưng mà chỉ cần vài tuần trôi qua thôi, thằng bé đã lớn nhanh như thổi. Và bây giờ cái cú đó nhiều khi đang tập với vũ đoàn đỡ không nổi, lật ngửa hoài. Nặng lắm, giờ Sĩ Luân nặng bự lắm rồi, nên giờ tập phải chú phải kết hợp thêm với tập tạ mới đỡ nổi con nha Luân nha. Và hy vọng rằng tất cả quý vị khán giả sẽ nhận được rất là nhiều năng lượng tích cực trong cái phần trình diễn này. Vô hát luôn nha. 2, 3. Này bên đây gọi đi sừng, này bên đây gọi đi sừng, tôm bên đây chi, tôm bên đây chi. Xin cảm ơn những vũ đạo đẹp mắt đến từ vũ đoàn Huynh Mến. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Quý vị thân mến, ngay từ tiết mục đầu tiên của Gương Mặt Thân Quen đêm nay đã hâm nóng sân khấu của chúng ta rồi. Và bây giờ chúng ta cùng đến với nhận xét của các ban giám khảo. Xin mời anh Đại Nghĩa.
có vẻ giống như là đến cái tuần thứ tư rồi thì là hai thầy trò Quốc Bảo với lại Sĩ Luân đã quen và đã nhập cuộc, đã hòa nhịp được với cái sân chơi này của chúng ta. Nếu như những tuần đầu á, có cảm giác vẫn còn hơi lóng ngóng, hơi vụng về, hơi dò dẫm để mà tìm một cái màu sắc cho riêng mình hoặc là tìm cách để hòa nhập được với những nhân vật, thì ở tuần thứ tư thì thấy hai thầy trò đã có một cái bước tiến rất là dài, và đặc biệt đó là Sĩ Luân. Con đã cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều, con đã thấy tự tin hơn rất là nhiều trên sân khấu. Và bởi vì cái nhân vật này là một nhân vật không phải dễ. Chúng ta cũng biết Daesun là một thành viên trong nhóm nhạc Big Bang. Anh ấy có thể không phải là một thành viên đẹp trai nhất, anh ấy không phải là một soái ca, một nam thần của nhóm, nhưng mà anh ấy rất có duyên. Có duyên ở cái gương mặt của anh ấy, cái đôi mắt một mí, cái đôi mắt biết cười, và đặc biệt là cái khuôn miệng lúc nào cũng cười tươi của anh chàng này. Và đó là một cái điểm nhấn rất đặc biệt để mọi người yêu thích cái anh chàng này. Và hôm nay á, chú Nghĩa thấy con làm cái điều này thậm chí còn tốt hơn chú Bảo nữa. Có lẽ là chú Bảo lo bận nhớ lời, chú Bảo nhớ cái lời Hàn Quốc của em. Lo bế nữa, lo bế. Chắc là phải chuẩn bị tâm lý cho cái chuyện là một lát nữa kết tiếp một là phải bế Sĩ Luân. Cho nên là có vài chỗ là chú Bảo là nhìn cái gương mặt hơi bị thất thần nha, hơi bị mất tự tin. Và thậm chí là có một vài động tác chú Bảo quên, chứ con là nhớ hết. Có những cái lắc đầu ha, chú Bảo quên, nhưng mà con nhớ. Hoặc là có những động tác kết hợp vừa tay vừa chân, con làm rất là chuẩn luôn. Và có lẽ một phần là do bởi vì Sĩ Luân là mắt một mí phải không con? Dạ con mắt hai mí ạ. Hai mí nhưng mà con cố tình con nheo nheo, con nhíp nhíp lại cho có cảm giác là mắt nhỏ lại để cho giống với cái anh chàng này trong clip. Với Sĩ Luân á thì em nghĩ là cái tóc nó hơi bị dài quá phải không anh? Cho nên là nó cứ có một cái phần đó là nó che mất che đi dài, cho nên là nếu như mà cái tóc mà nó lên một chút xíu thì thấy được cái phong thái mà của con, mà con nheo nheo cái mắt để làm mắt một mí đó thì nó sẽ rất là dễ thương hơn nhiều, rồi bởi vì cái tóc nó hơi dài nhưng mà rất là dễ thương. Cho một like. Vâng, cảm ơn cô. Nhà cô Thu Ngọc cũng hỏi con rồi thì cô Hòa cũng muốn để con chia sẻ về cái phần mà tóc mái của con, thì nó là cái sơ suất trong cái quá trình mình trình diễn hay là đấy là ý đồ của hai chú cháu? Chú Daesun thì lúc chú diễn thì chú hay lắc cái đầu là cái tóc của chú hay bị rớt xuống như này, và con cũng cố. À, con cũng cố tình như vậy đúng không? Nhưng mà tóc của chú Daesun là tóc thiệt, nó đâm ra rất là mềm. Còn đây là mình phải đội tóc giả cho nên là có một cái độ cứng hơn, đâm ra mà khi bé lắc là quật sang một bên là che hết luôn. Cái đó là mình đang cố gắng để là giống nhất cái phần trình diễn của chú, nhưng mà nó lại hơi tiếc một chút là nó che mất cái đôi mắt của con. Con có biết không là ở bên dưới khán giả có khả năng là sẽ nhìn rõ hơn đôi mắt của Sĩ Luân đúng không? Và cũng có thể là máy quay của đài truyền hình cũng đã bắt được. Nhưng mà cô Hòa ngồi đây thì cô Hòa cứ nhòm suốt để nhìn mắt của Sĩ Luân, tại vì hai bên này nó che mất rồi nên là không có nhìn thấy. Nhưng mà có nhiều khi mà Sĩ Luân đã vén ra với hai bên rồi thì cô Hòa nhìn thấy rằng là con đã nhập tâm thành chú Daesun, vừa tít mắt mà lại còn một chút xíu nheo 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 ở đây nữa, hơi nhăn ở đây giữa trán nữa, và cái miệng thì lúc nào cũng cười ra, vừa hát vừa cười y chang như chú Daesun vậy. Còn chú Quốc Bảo nha, là đôi khi quên lời là vẫn còn đang cười mà ngậm miệng lại đó, là lúc đấy là phê. Mà nè hai chú cháu tập hát nhạc Hàn Quốc có khó không, mình phải phiên âm ra tiếng Việt hay như thế nào? Có những cái từ tiếng Hàn và đa số là tiếng Nhật nhiều anh Nghĩa. Và em nói thiệt là cái khiếu mà học tiếng Nhật, tiếng Hàn em ít coi phim Hàn Quốc lắm. Em học hoài mà thật ra là Sĩ Luân học rất là nhanh. 2-3 ngày thôi là Sĩ Luân học xong hết tất cả những từ tiếng Nhật rồi. Còn em còn phải đi học. Sĩ Luân ơi, chỉ chú cái này với, sao cho mình dễ nhớ ta. Cái đoạn này con thấy chú con hát một cái rất là lướt, chú hát ngoài nó cứ bị khựng. Đó, có nghĩa là ở trong cái vòng này thì em phát hiện được là Sĩ Luân có một cái năng khiếu là bắt chước những cái ngôn ngữ nước ngoài rất là nhanh. Thế là tập này là Sĩ Luân gọi là huấn luyện viên cho chú Quốc Bảo luôn phải không? Vâng ạ, ngược lại luôn là chú Quốc Bảo là phải học đó đúng không con? Vâng, đúng ạ. Thế thì Sĩ Luân thân mến, ngày hôm nay hai chú cháu có hài lòng với cả cái phần trình diễn của mình không? Có hơi một chút. Cái điều khó khăn nhất khi mà con phải hóa thân thành nhân vật này á, mà cả một tuần vừa rồi hai chú cháu tập với nhau, thì cái điều đó là gì? Con thưa chú là cái điều khó nhất khi giả chú Daesun đó là cái khuôn mặt mình phải biểu cảm cho rất phải giống. Chú ấy là một cây hài đó con. Chú ấy nói ra cái câu nào nó cũng sẽ rất là duyên dáng, cho nên là chú thấy cái biểu cảm nó rất là khó đúng không? Thì con tập cái biểu cảm này có lâu không? Dạ mới đầu thì con cũng nhìn và con bắt chước theo ạ, và con nhờ sự kiểu là hỗ trợ của chú và mẹ con nhìn con lúc nào cho giống thì thôi. Thực sự để mà nói thưa quý vị, một đối với những ca sĩ thì em không biết, nhưng mà đối với Long Chun á, một tuần để mà học một bài nhạc rất khó nha mọi người. Và mình hay bị lẫn lộn, bên cạnh đấy lại còn vũ đạo này, rồi lại còn rất nhiều cái yếu tố để mà tạo thành một cái tiết mục như vậy. Thì là chú Nghĩa thấy cái phần trình diễn của con á, nó rất là thú vị luôn, và một cái phần mở màn tuyệt vời với âm nhạc, với màu sắc, khói lửa.
Tùm lum. Vừa nãy khi mà đứng ở dưới kia thì khán giả cũng rất là hào hứng với cái tiết mục này, và thực sự là đem đến một cái nguồn năng lượng rất là vui luôn. Bởi vì con đã quét sạch cái sân khấu này và ngày hôm nay đã rất là nóng rồi. Xin chúc mừng hai thầy trò. Quý vị thân mến, ngay tại tiết mục mở màn đã đem lại cho chúng ta rất nhiều cảm xúc rồi. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Long Chun xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản song ca 2022. Quý vị thân mến, như đã hứa thì trên sân khấu Gương Mặt Thân Quen ngày hôm nay sẽ đem lại cho quý vị một tiết mục mà Long Chun tin rằng sẽ có rất nhiều cảm xúc. Ngay bây giờ trên sân khấu, team Phượng Vũ sẽ hóa thân thành cố nghệ sĩ Phi Nhung. Lần này khi mà quay trúng vào ca sĩ Phi Nhung thì Phượng Vũ cũng không lo lắng lắm. Tại vì nếu mà mọi người có theo dõi Phượng Vũ những cái mùa Gương Mặt Thân Quen cũ thì đã thấy Phượng Vũ giả ca sĩ Phi Nhung rồi. Và Phượng Vũ có thể hỗ trợ Khả Hân trong cái vòng thi lần này. Và bên cạnh đó thì Khả Hân cũng có một cái giọng, chất giọng cũng gần giống như ca sĩ Phi Nhung. Cho nên là cô cháu chỉ cần tập luyện chăm chỉ là thì Phượng Vũ nghĩ rằng bọn mình sẽ làm được. Không, tại vì con thấy cô Phi Nhung á là có một cái giọng đặc trưng, con thấy cũng hơi khó, nhưng mà con chú ý cái cách hát và cái khẩu hình miệng của cô á thì có thể sẽ giống chứ không phải là không đâu. Tụi mình đã tập luyện rất là chăm chỉ và tụi mình hy vọng rằng là với cái sự nỗ lực của cả hai cô trò thì chúng mình sẽ có thể hóa thân vào ca sĩ Phi Nhung và ca sĩ Như Quỳnh giống nhất có thể. Và mong mọi người hãy ủng hộ cho hai cô cháu cũng như là ủng hộ cho tất cả các team khác nhé. Núi cao biển sâu biển đâu có về có.
Quý vị thân mến, thời gian trôi qua đúng là rất nhanh phải không ạ? Cách đây hơn một năm thì chúng ta đã mất đi một giọng ca huyền thoại. Và bởi vì cái khoảng thời gian nó còn quá là gần, cho nên là Long Chun tin rằng là những cái cảm xúc ở trong mỗi chúng ta còn rất là nhiều. Và em cũng đã thấy là anh Đại Nghĩa đã rơi những giọt nước mắt. Thì anh nhận xét về tiết mục này như thế nào? Khi mà chuẩn bị bước vào tiết mục, hình của chị Phi Nhung hiện lên là chú Nghĩa đã phải tự nhủ với lòng là mình giữ nha, giữ bình tĩnh nha, mình giữ cảm xúc để mình xem tiết mục này, để mình nhận xét một cách khách quan nhất và công tâm nhất. Nhưng mà rõ ràng là khi âm nhạc nổi lên, rồi có vũ đoàn, có khói lạnh nè, rồi hai cô trò hát một cách rất là nhập tâm, thì đúng là chú Nghĩa không thể nào mà giữ được cảm xúc của mình cả. Nhưng mà chúng ta sẽ bỏ qua về mặt cảm xúc để chúng ta nói về cái phần hóa thân của bé Khả Hân ngày hôm nay. Chú Nghĩa rất bất ngờ, rất bất ngờ với con luôn Khả Hân. Ngọc biết không, những tuần trước cái cô bé này là một cái cô bé rất là nghịch ngợm, lanh, thông minh và cực kỳ duyên dáng, phải nói cây hài của chương trình đó. Cây hài của chương trình. Thì hôm nay khi mà biết là con sẽ hóa thân thành cô Phi Nhung, thì chú Nghĩa cứ nghĩ là chắc phải chọn một cái bài nào đó thật là vui tươi, thật là nhí nhảnh. Nhưng mà không, chọn một cái bài hát mà hát cùng với lại cô Như Quỳnh như trong clip, là một cái bài nó cũng nhẹ nhàng thôi, nó không quá bi lụy, nhưng mà nó đong đầy những cảm xúc. Thì chú Nghĩa cũng nghi, không biết là bé Khả Hân mình có làm được hay không đây, cũng hơi lo ngại chút xíu. Nhưng mà không, tất cả những cái sự lo ngại hay là nghi ngờ của chú đã được con xóa tan hết tất cả bằng chính cái phần thể hiện vừa rồi. Em rất là phục các bé thời nay á, bởi vì là cái bài này nó nói khó thì không khó, nhưng mà dễ thì không dễ. Bởi vì là với các bé mà dòng nhạc bolero hay là dòng nhạc trữ tình, nó rất là khó hát chứ không phải là đơn giản. Mà Khả Hân đã hóa thân vào chị Phi Nhung là một người mà có một cái giọng hát đặc biệt nhất. Cho nên là khi mà Khả Hân thể hiện thì làm cho thực sự là nãy chị Hoa và chị nói với anh Đại Nghĩa là trời ơi, em nổi da gà luôn á. Có nghĩa là trời ơi, nó tại sao là con có thể là làm một cái điều mà khó như vậy mà con lại rất là tự tin. Cô Phi Nhung là một giọng ca rất là ngọt ngào, rất là trữ tình. Và không phải chỉ ngọt ngào và trữ tình không thôi, trong giọng hát của cô nó có cái sự khắc khoải, nó có cái nỗi buồn đong đầy trong cái giọng hát đó. Cho nên là khi cô hát ra, cái giọng hát của cô nó không bị trộn lẫn vào bất kỳ một ca sĩ nào của cái dòng nhạc trữ tình quê hương cả. Và ngày hôm nay khi bé Khả Hân làm cái nhân vật này thì chú Nghĩa rất là xúc động. Ngoài cái mặt cảm xúc ra thì chú Nghĩa nhận xét một cách công tâm là con đã phần nào hóa thân được vào cô Phi Nhung, đặc biệt là với cái giọng hát. Cô còn thấy là con còn bắt chước được cô Phi Nhung ở cái là khi mà lên sân khấu hát là hay cười. Nghĩa là miệng lúc nào cũng vui cười, và khi mà nhìn chị Phi Nhung hát là mình cảm thấy là một cái năng lượng rất là tích cực. Dù là cái bài hát đó có buồn hay là có vui đi nữa thì chị hát với một cái phong thái rất là tích cực, và con đã làm được cái điều đó. Cô cảm ơn con rất là nhiều. Dạ con cảm ơn cô. Thật sự là có rất là nhiều cảm xúc trong ca khúc này. Thế còn Hòa Minzy, bạn nghĩ sao? Ngày hôm nay quá bất ngờ với cả con, bởi vì con biết sao, bởi vì bình thường á, một em bé 10 tuổi và với một cái tính cách vui vẻ hồn nhiên và lúc nào cũng thích pha trò như thế, mà hôm nay con lại có thể duyên dáng, con lại có thể tập trung. Giống như bình thường á, khi diễn xong là con sẽ giỡn này, con sẽ để cho mọi người cười, nhưng mà ngày hôm nay thì không. Bởi vì vậy cô cảm thấy con có một cái trân trọng với hình tượng mà con đang diễn rất rất là nhiều. Và cái đó thì không biết là có phải là do cô Phượng nói hay chia sẻ với con, hay là con tự cảm nhận cái điều đó. Nhưng mà thật sự cái điều đấy với một em bé 10 tuổi thì cô Hòa cảm thấy đây là một cái điều mà không phải anh chị nghệ sĩ nào lớn tuổi hơn con cũng biết cái điều đó đâu. Nên là cô cảm thấy cái điều đó là một điều rất là trân quý. Hai cô trò thân mến, trong cái quá trình tập luyện á, thì có rất là nhiều những điều khó khăn. Và như chú thấy hôm nay là chiếc mũi của con là các chuyên gia hóa trang đã đắp bột lên nó phải không? Con có thấy khó chịu không? Dạ, con cũng không thấy khó chịu lắm. Với lại cái này là bột chứ nó không phải là mấy cái ngứa ngứa để mà mình phải gãi ngoài. Mà những cái khi mà mình ngứa mà ngay cái chỗ đó thì lại không gãi được, lại phải kiềm chế. Mà lát sau nó cũng hết ngứa luôn. Khá hơn ơi, con lại đây cho mấy cô chú nhìn kỹ hơn được chút không? Trời ơi, coi kìa.
Tại vì á, ở cái khúc trên này á, là cô Phi Nhung mũi rất là cao, cao tới trán luôn. Còn con thì mũi con tẹt lắm, mình đắp vô nhiều á. Cái khúc này cũng là cái khúc mà nhăn nhó đồ nên là nó sẽ bị hơi sừng sùi xíu. Và hôm nay là bé cũng đánh cái góc mặt á, để cho cái mặt xương xương giống như cô Phi Nhung luôn ha. Cảm ơn con. Vũ ơi, Phương Vũ ơi, khi mà bé hóa thân thành chị Phi Nhung như vậy á, cái cách hát đó là em hướng dẫn cho bé như thế nào để bé có thể bắt nhịp được và có thể làm theo để giống với phần nào cái giọng hát của chị Phi Nhung? Dạ, thật ra thì năm 2017 em cũng có tham gia Gương Mặt Thân Quen và cũng từng hóa thân thành ca sĩ Phi Nhung. Thì ít nhiều em cũng có một chút kinh nghiệm. Ví dụ như có một số chữ cuối câu thì bẻ lên để trở thành những cái nét đặc trưng của ca sĩ Phi Nhung. Thì em cũng đã chỉ cho bé Hân và bé Hân tiếp thu rất là nhanh. Và bên cạnh đó bé Hân cũng rất là ngưỡng mộ ca sĩ Phi Nhung. Bắt đầu từ lúc make up là bé đã bắt đầu trầm xuống rồi. Thì em cũng cảm nhận được bé là một bé mặc dù là nhỏ nhưng mà là một người sống rất là có chiều sâu và tình cảm. Và khi mà ở trong hậu trường ấy thì bé đã tiết chế cảm xúc rất là tốt và cũng không có cười nói nhiều như mọi khi để mà giành được một cái cảm xúc tốt nhất đem đến cho quý vị khán giả. Và quý vị thân mến, xin thay mặt chương trình tôi cũng muốn tri ân đến cô ca sĩ Phi Nhung, người đã mang đến rất nhiều điều tốt đẹp cho cuộc đời này. Và cảm ơn hai cô trò rất nhiều ạ. Ngay bây giờ trên sân khấu, hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn cho nam ca sĩ Đan Trường. Surprise chưa? Chúng tôi lại tiếp tục ở trong căn phòng này. Hả? Ủa? Con có được cái thử thách tuần rồi có ổn không con? Sao giờ xong cái... Hello, hi, I'm Bruno Mars. I'm mới về Việt Nam. Nếu thôi biết một chút chút tiếng Việt. Hay quá, trời slow. Bye bye. Bye bye. Xả dài được rồi, bốc đi. Ủa, sao lại bốc nữa vậy? Thì bây giờ con bốc đi. Đường trước á là nói tiếng chú Bruno Mars ra cả tầng rồi đó. Bây giờ mà con đó mà bốc một cái là con nói tiếng Indo cả tầng luôn cho con coi. Thôi, đằng trước màu xanh su rồi, bỏ màu xanh thôi. Ừ, con bốc cái nhà phong thủy cho con. Con bốc đi. Màu đỏ kìa, màu đỏ cho cô. Liệu cái màu đỏ này có mang sự may mắn của chúng ta cho chúng ta hay không đây? Chắc là không đâu. Chắc là không đâu. Quá trời rồi. Mở đi con. Wow. Ôi là trời. Mất thêm một bài. Hát khác. Lại là thử thách của tuần đầu tiên. Tuần này thì mình chọn chúng nhân vật Đan Trường đúng không? Dạ. Thì là mình hiện tại là Team Bình và Phong. Team Bình Phong thì đang luyện tập ca khúc Mãi Cho Em Mùa Xuân. Mãi cho em mùa xuân, mãi cho em tình yêu. Và chắc có lẽ là khi mà chọn cái thử thách này thì chắc có thể là sẽ thêm một bài hát khác nữa. Và con muốn bài gì? Nếu như mà mashup thì con muốn mashup bài gì của chú Đan Trường nữa không? Bài của chú Đan Trường nữa không? Con cũng chưa suy nghĩ ra nữa. Cô Bình à? Chưa cái gì? Chưa cái gì hết. Ok, vậy thì tối hôm nay về đi, suy nghĩ. Suy nghĩ. Đó, suy nghĩ ha. Để xem là mashup bài gì nha. Và bài hát đó là gì thì mọi người hãy cùng đón xem tập tuần này của Bình và Phong nha. Mãi cho em mùa xuân, mãi cho em tình yêu, mãi cho em ước mơ, mãi cho em lời ru, mãi cho em mùa xuân, mãi cho em bình minh, mãi cho em đắm say, mãi cho em lời yêu. Thank you.
tuyệt vời đến từ Vũ Đoàn Huỳnh Mến. Cảm ơn các bạn. Anh đang trường nào mà sân si dữ vậy? Anh đang trường nào mà đẩy ca sĩ nữ xuống để đưa cái mặt mình ra? Huấn luyện viên Thái Bình và bé Nam Phong thân mến, được biết là tuần vừa rồi thì con đã lựa chọn là bước vào căn phòng mạo hiểm và thử thách của con là phải hát một bài mashup. Thì lý do gì mà con lại lựa chọn cái bài hát này và lý do gì mà huấn luyện viên Thái Bình lại quyết định là lựa chọn ca khúc này cho phần trình diễn của mình? Tại vì theo con là bài đầu tiên là về mùa xuân này, thì bài thứ hai thì con nghĩ mình nên vui tươi tiếp để mình khuấy động phong trào cho buổi diễn ngày hôm nay. Và đương nhiên là cái điều đó hôm nay con đã làm rất tốt rồi. Vâng, xin mời ý kiến nhận xét từ ban giám khảo. Em mời chị Thu Ngọc ạ. Về cái phần nhìn thì đúng là anh đang trường hai mái rồi. Khi mà con hát cái bài này ấy, làm cho cô nhớ là cái thời mà cô còn đi hát bè cho anh đang trường á. Có nghĩa là đứng đằng sau anh đang trường, đứng đằng trước hát á, là chị con hát bè đứng ở đằng sau. Cô thấy là về cái phần nhìn thì là rất là giống, nhưng mà về phần hát á, thì cô thấy là cái giọng của anh đang trường hơi dày một chút, và giọng của Nam Phong thì lại hơi mỏng một chút. Có những cái đoạn lên cao á, thì giọng của Nam Phong chưa có thể nào đẩy mạnh và dày như anh đang trường được. Cho nên là cô thấy rằng là so thấy thì có nghĩa là cũng được trung bình một chút xíu. Dạ. Còn về Thái Bình thì đúng là giống y chang cái cô ở trong cái clip luôn. Có nghĩa là lúc nào cũng cười và cười không thấy tủ quốc ở đâu hết, và diễn tả rất là giống luôn. Cho nên là chị thấy là em trình diễn cái phần này là rất là xuất sắc luôn. Cô Hoàng cũng có đồng ý kiến với cả cô Thu Ngọc. Bởi vì là ngày hôm nay lúc mà con biểu diễn ở đây rồi con quay lại ghế thì cô phải quay ra bảo chú Nghĩa ngay, bảo là giống quá. Lúc con ngồi ở đây thì cái hình thức về mặt bên ngoài á thì là nhìn rất là giống, vì cái quả tóc hai mái này đã giống tới khoảng 60% nhờ quả tóc mái này rồi. Nhưng mà đôi khi là anh đang trường ngày hôm nay là cười hơi lố một tí. Không biết là đấy là ý đồ hay là do là biểu diễn lại quên. Vì anh đang trường chắc là ít khi cười ngoác như Nam Phong lắm nhỉ, kiểu là đấy, kiểu như thế là Nam Phong hay cười như vậy. Anh đang trường là cười kiểu hờ hờ, kiểu đẹp đúng trai rồi, cười, nhưng cười mà đẹp vẫn trai phải giữ nét đẹp trai. Rồi có những lúc mà bài đầu tiên thì thấy con hơi bị trầm đi xuống một tí. Đấy là do là cố tình ở trong tiết mục đúng không? Hay là do là con bị xuống tinh thần khi biểu diễn? Đấy là con cố tình để mình đẩy mạnh cái bài đằng sau lên ấy ạ. Đó, đấy là tất cả đã nằm trong cái sự tính toán rồi cô Hòa. Không, nhưng mà tại vì là sự chuyên nghiệp và một ngôi sao hàng đầu của anh Đan Trường ở thời điểm đó, thì anh Đan Trường sẽ không để phí bất cứ một giây phút nào trên sân khấu cả. Em nghĩ là bất cứ một giây phút nào anh Trường trên sân khấu thì nụ cười, ánh mắt, giọng hát hay là thần sắc á, anh Trường sẽ phải giữ hết, dù bài tiếp theo nó có sôi động ra sao. Cho nên là cô hơi tiếc đoạn đấy một chút. Bởi vì cô ngồi ngay đây và nhìn thấy con biểu diễn ở đây thì có những lúc con tự dưng tắt nụ cười rồi con hát, mặc dù bài đó vẫn đang là bài hát về mùa xuân. Nên là cái đoạn đó hơi tiếc cho một tí. Nhưng mà ngày hôm nay hình thức và cô Thái Bình làm quá tốt vai trò còn lại trong phần trình diễn. Cô làm giống quá, không có gì. Giống quá, tưởng là cô ấy đang ở đây cơ. Chúc mừng hai cô trò. Xin cảm ơn cô. Thế còn anh Đại Nghĩa, anh có cảm giác như nào về tiết mục của team Bình Phong ạ? Đúng là hôm nay Bình làm có cảm giác giống như là vượt trội hơn Phong. Mặc dù đó không phải là cái chủ đích của Bình, là bởi vì cái cô này là người Indonesia, cái bài đó là cũng nhạc Indonesia luôn. Và khi mà cô ấy qua đây cô biểu diễn cùng với anh Đăng Trường á, thì giống như là được hát nhạc của quê hương mình. Và một phần là phong cách của cô ấy cũng như vậy, cho nên là khán giả của cô ấy ở trong nước lẫn như khán giả ở khu vực á, thì đều rất yêu thích cái cô này bởi cái phong cách trình diễn như vậy. Có những khán giả Việt Nam của chúng ta khi lần đầu tiên xem cô ấy diễn cùng anh Đăng Trường đã cho những ý kiến như nhận xét rất là tích cực, bởi vì thích cái cô này quá. Tức là khán giả nghe không hiểu nội dung bài hát là gì, nhưng mà cứ thích nhìn cái cô này, bởi vì cô quá tươi và cô quá là năng lượng trên sân khấu luôn. Thì ngày hôm nay Thái Bình làm cái chuyện đó cực kỳ tốt. Mà đó không phải là cái chuyện mà Thái Bình mong muốn để mà lấp đi học trò cưng của mình, nhưng mà bởi vì cái cô đó là như vậy và Thái Bình phải thể hiện đến như vậy thôi. Và với Nam Phong thì với chú Nghĩa nha, về mặt hình thức thì đương nhiên là giống rồi. Với cái mái tóc huyền thoại đó thì gương mặt đẹp trai của con đưa vào là y khuôn. Đó, chỉ là với giọng hát của con nó chưa có đủ cái độ sáng. Giọng của anh Đăng Trường mặc dù không phải là một cái giọng nó quá nội lực, nó không phải là một cái giọng khủng, nhưng mà nó có cái âm sắc riêng. Nó sáng, đặc biệt là với những cái nốt cao của anh Trường khi mà đưa lên á, thì nó rất là sáng, nó vang nữa. Thì có lẽ là một phần do Nam Phong cũng còn nhỏ, cho nên là cái độ vang trong cái giọng hát nó cũng chưa có đủ, và nó chưa có đủ sắc màu giống như là cái giọng của chú Đăng Trường.
Thì đó là cái điều mà bây giờ mình cũng phải hiểu để mà mình chăm trước cho bé thôi. Chứ để mà một cậu bé như thế này mà hát được cái giọng giống như chú Đăng Trường, tuy tưởng là dễ nhưng mà không dễ một chút nào cả. Thì đó cũng là cái điều mà chú Nghĩa rất là hiểu cho con. Nhưng mà về mặt hình thức cũng như là về phong cách trình diễn thì chú Nghĩa vẫn thấy hình thức của chú Đăng Trường đang hiện diện trên sân khấu. Và có lẽ là cái màn sau, cái phần sau khi mà hai cô trò kết hợp cùng với nhau, nó là điểm nhấn cho cái tiết mục ngày hôm nay. Chúc mừng hai cô trò nhé. Xin cảm ơn chú. Xin cảm ơn chú ban giám khảo rất nhiều. Và ngày hôm nay phải dành một lời khen cho Thái Bình, bởi vì cái nguồn năng lượng của bạn đã lan tỏa hết cả cái khán phòng này, khiến cho những khán giả của chúng tôi rất là hào hứng. Quý vị thân mến, và ngay bây giờ trước khi đến với một tiết mục sôi động tiếp theo, chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Và ngay bây giờ ở trên sân khấu này sẽ là nhóm nhạc Tam Ca Ba Con Mèo thể hiện bởi Trịnh Tú Trung và bé Bảo Ngọc. Lần này thì con với thầy sẽ hóa thân thành cô Phương Nguyên. À không, một mình con thôi chứ. Một mình con nha. À đúng rồi. Con làm cô Phương Nguyên thôi. Thầy sẽ là chị em ruột của con để làm thành một nhóm nhạc, đó là nhóm nhạc Ba Con Mèo. Đúng rồi. Đây thì bình thường con kiểu con hơi tăng động một chút xíu, con thích chơi thể thao nên có mấy bạn hay nói con men quá. Con men quá. À, tức là con thấy con hơi con trai. Đúng rồi, hơi con hơi trai. Cá tính cũng giống như là cô Phương Nguyên đúng không? Dạ, nhưng rồi. Mà liệu cái cá tính ở ngoài đời với lại cái cá tính trên sân khấu thì bây giờ nó có kết hợp được với nhau và nó có giống nhau không? Dạ có chứ. Hứa không? Là làm được thiệt không nha? Thiệt chứ, khán giả mà nghe cái này xong khán giả người ta rất là chờ đợi á. Tới khi mình bước ra thì mình phải làm cho wow, sao bé Bảo Ngọc mẹ giỏi quá. Bé Bảo Ngọc lần này thật là giống cô Phương Nguyên. Kỷ niệm đáng nhớ như của cái tiết mục tôi thích này là mọi người biết là nhóm Ba Con Mèo thì nó sẽ có 3 thành viên, mà chúng tôi thì chỉ có 2 thầy trò thôi, nó bắt buộc phải có một khách mời nữa để mà cùng là một thành viên còn lại của nhóm. Thì tới giờ phút này thì đã là cái nhân vật thứ 3 được thế vào rồi ạ. Không hiểu tại sao mà cứ tới gần ngày mà bắt đầu diễn ra chương trình, gần ngày chuẩn bị quay thì các bạn khách mời nó lại có sự cố, tức là mình lại phải đổi. Và rất là may mắn cuối cùng cũng tìm được mảnh ghép để ghép vào Ba Con Mèo. Thì chúng ta có một con mèo mèo lớn đi rồi. Bây giờ có 2 con mèo nhỏ. Đó, mèo chị thôi chứ mèo mẹ gì. Con mèo chị. Trời thấy chưa mọi người, chứ gì nó muốn làm mẹ thôi. Khổ lắm. Lại là một tiết mục mà chú nghĩ là một ca khúc quốc dân với các em nhỏ, đặc biệt là các bạn học cấp 2, cấp 3, kể cả các bạn cấp 1 nữa. Đó là bài hát Tôi Thích. Rất là nhiều bạn nhỏ thích bài hát, biểu diễn cái ca khúc này ở trong các liên hoan văn nghệ ở trường lớp và các cuộc thi. Hy vọng là sẽ là một phiên bản mới cho mọi người xem và có thể ủng hộ cho tiết mục của Bảo Ngọc và Tú Trung tại Gương Mặt Thân Quen phiên bản song ca 2022. Mọi người ơi, hãy ủng hộ cho con và thầy Trung của con nha. Tạm biệt mọi người. Hát mãi cho anh bạn này, vì anh ngồi nghe tôi hát với say. Đời sao nắm đông và con hát, vì sợ tan niềm tin cuộc sống.
Xin cảm ơn Nhung Vũ Công Nhì đến từ vũ đoàn BM Kids. Cảm ơn các bạn. Và cảm ơn sự trợ diễn của Tiêu Minh Phụng, Phương Linh, Cầm Tú, Ngọc Nhi và con mèo. Xin chào quý vị khán giả. Wow, hôm nay cảm ơn ba con mèo đã xuất hiện tại sân khấu của Gương Mặt Thân Quen. Nhưng ba con mèo này nó cũng lạ lắm thưa quý vị, cũng lạ lắm. Thật ra mà nói như này, tại vì Bảo Ngọc quá là nhập tâm ở trên sân khấu nên quên mất rằng là đây không phải là Bảo Ngọc mà con đang là Phương Uyên. Đáng lẽ là con phải ra con nói là em Thu Ngọc chứ, tại vì so với Phương Uyên thì là cô nhỏ tuổi hơn. Ở đây nhỏ hết, nhỏ hơn hết á. Ra là mình phải là Phương Uyên chứ mình không phải là Bảo Ngọc. Bên bà này để nói về hai con mèo hai bên đi. Mèo hai bên này lạ mà hơi sợ, này lạ mà hơi sợ. Mỗi lần mà hát là em chỉ bảo vâng em biết rồi, em biết rồi, em biết thế rồi. Chỉ chờ đợi với Bảo Ngọc cất tiếng lên hát thôi. Trời ơi, ngày hôm nay á, cô Hòa cảm thấy là hai chú phía sau là phải gọi là nhìn con để còn bắt theo động tác rồi nhịp phách của con đó nha. Nếu không có con là hai chú phía sau là nguy đó. Dạ. Thực sự Bảo Ngọc rất là làm chủ sân khấu. Và từ đầu chương trình đến giờ thì tất cả các tiết mục đều có những cái dàn dựng á chị, rồi những cái động tác nhảy thường xuyên như thế. Nhưng mà Bảo Ngọc lúc nào cũng nắm rất là chắc tất cả mọi thứ và làm chủ sân khấu. Thì cô Hoàng nghĩ là đó là cái sự cố gắng cũng như là nghiêm túc luyện tập. Thì con trong quá trình luyện tập con có cảm thấy vất vả hay là đôi khi mình cảm thấy nản lòng không? Dạ không, mỗi ngày con tập là con phải tiếp thu rất là nhanh để mà theo kịp các bạn dancer. Tại vì con phải vừa hát vừa giao lưu mà còn phải vừa nhớ động tác nữa. Đó, trời ơi. Nhưng mà thực ra mà nói là khi mà ba bạn trình diễn cái bài này thì nhìn là mình thấy là có hơi thở của ba con mèo ở trong đó. Bởi vì là có những cái động tác rất là sung và hơi tiếc một chút ở trong cái bài này là bài này là bài nhạc rock. Đáng lý ra là coi ở trong cái bài gốc thì là các chị là quất tóc về, chắc là do đổi tóc giả nên quất là văng đó em. Dạ. Quất là văng cái tóc cho ra còn kỳ hơn nữa. Không có những cái quất tóc mà trong nhạc rock cho nên là hơi tiếc một chút xíu. Nhưng mà thực ra là với Bảo Ngọc ngày hôm nay ấy, khi mà con làm hóa thân vào cô Phương Nguyên như vậy là cô thấy là rất là giống luôn, thiệt sự luôn. Chỉ có hơi quên một chút xíu là mình đang là cô Phương Nguyên mà nghĩ mình là Bảo Ngọc, mình mời cô lên nhảy là thấy là sai rồi. Dạ. Còn chú Đại Nghĩa, với ca khúc Tôi Thích này hôm nay chúng ta có thể thốt lên được hai chữ tôi thích không ạ? Không nói tôi thích, không nói tôi thích. Chê. Yeah. Hai cô bên đây nói hai chú này là không giống, nhưng mà thiệt ra chú Nghĩa thấy giống. Tại vì chú Trung á, cái gương mặt của chú Trung ra rất nhìn giống cô Cẩm Tú. Cô Cẩm Tú, tại vì cái mặt của Cẩm Tú hát cũng ít cười lắm mà cô mặt của Tú cứ vậy nè. Còn cô Ngọc Diệp á, thì có cái mặt thon thon dài dài thì rất là hợp với cái mặt của chú Tiêu Minh Phụng. Cho nên là chú Nghĩa là thấy hai cái người đứng kế bên cạnh con Bảo Ngọc lại rất giống hai cô Ngọc Diệp và Cẩm Tú. Còn riêng Bảo Ngọc bởi vì hình thể con bé cho nên rất là giống với cô Phương Nguyên. Dạ đúng rồi. Cho nên lựa chọn cái đội hình này y chang luôn á. Nó rất là giống với cái nhóm ba con mèo. Và về phần trình diễn, Bảo Ngọc đã cố gắng giống như là lột xác, khác với Bảo Ngọc của những tập trước, đã trở nên mạnh mẽ hơn, dữ dội hơn trên sân khấu và tự tin hơn. Còn về giọng hát, nếu như mà con chú ý, con đẩy mạnh ra nữa, tại cô Uyên hát bình thường nha, là cái lực của Uyên đẩy mạnh lắm. Mạnh lắm. Và với những cái nốt cao thì cái giọng của Uyên rất là trong, lại nghe như em bé. Những cái nốt cao của cô Uyên á thì lại trong veo như em bé, nhưng mà những cái nốt thấp của cô Uyên thì rất là mạnh và có cái độ khàn trong đó. Thì ở những nốt cao con làm tốt là bởi vì cái giọng con nó cũng trong, là giọng con của lời giọng của một em bé. Nhưng mà ở cái độ, cái khoảng trầm thì con chưa ra cô Phương Nguyên lắm. Thực ra là cô Hoàng có mong chờ cái sự khán một tí. Lúc nãy con đang đứng ở đó thì cô có gọi là Bảo Ngọc ơi, nếu mà con quay ra thì cô có định bảo là cố gắng cho nó khán vào nhá. Nhưng mà tại vì Bảo Ngọc lúc đấy có lẽ là đang tập trung cho phần tiết mục của mình quá nên là không nghe thì cô gọi. Thì cô Hoàng có hơi chờ đợi cái việc mà mình đè cái giọng gần giọng gần của giọng, bởi vì là thường là khi mà mình gần giọng xuống thì nó cũng không phải là quá khó, nhưng mà cái việc gần quá nhiều thì đôi khi những nốt cao hoặc là những cái lúc mà mình hát quá nhiều những đoạn nhanh thì nó cũng sẽ làm cổ họng mình bị có vấn đề. Thì cô chỉ tiếc cái đấy một tí thôi, kiểu như là mình gần ra, mình gần cho nó rằng xé một tí giống như cô Phương Nguyên thì tiết mục này chắc chắn là rất là xuất sắc. Với lại một phần như nè, ở cái đoạn mà điệp khúc khi ba người hát chung với nhau á, chú Nghĩa nghe loáng thoáng là có được cái âm sắc của cô Phương Nguyên từ con, nhưng mà bởi vì hai chú cái bên hát lớn quá
Hát lấn lướt mất cái giọng của bé Ngọc. Giờ vậy nè, để con có thể con thể hiện lại đi ha. Con hát lại cái đoạn đó đi, tôi thích cái gì đó mà giống như cô Hòa vừa góp ý là mình sẽ đẩy khàn hơn một tí, mạnh hơn một tí, đẩy lực hơn mạnh tí. Tôi thích đó. Tôi thích cái kiểu vậy đó. Coi như là chú Trung là không có muốn con có cô giáo là cô, thì ngay trên sân khấu ngày hôm nay thì cứ thử một lần làm cô giáo cho con để xem nó có ghi điểm thêm không nha. Tiến lên phía trước nào bé Ngọc. Con này rồi, mạnh lên này, trước khi hát này Bảo Ngọc. Làm đi. Hai ba. Tôi thích. Ok rồi. Không sao, làm lại. Lại. Tôi thích xuống phố rong chơi mọi ngày để ăn những món ăn mà tôi thích ghê. Nhớ nha, nếu như sau này mình còn gặp phải những nhân vật mà có cái giọng hơi trầm, hơi khàn thì mình sẽ phải chú ý để mình đẩy cái giọng mình sát xuống. Có một cái kinh nghiệm từ anh Gia Bảo của mùa 1 gương mặt thân quen mà dành cho các bạn nhỏ đó, là khi mà anh Gia Bảo mà muốn hát những cái nốt thấp là bởi vì thường con nít là giọng trong, giọng cao. Con nít hát cái nốt cao thì dễ, chứ hát nốt trầm mà rõ chữ rất là khó. Và anh Gia Bảo có cái chiêu gì con biết không? Cúi xuống vậy nè. Đến cái chữ mà nốt trầm xuống là anh Bảo cúi xuống vậy nè, là tự nhiên cái giọng của anh Bảo nó bị kéo xuống, nó trầm xuống, nó đục lại và nó ra đúng với là cái màu sắc, cái giọng hát của nhân vật. Thì đó là một cái chiêu của anh Gia Bảo ở mùa 1 á. Hai chú Nghĩa chia sẻ lại với con để nếu như những vòng sau mình có gặp những nhân vật mà có cái chất giọng đặc biệt như vậy thì mình nhớ mình xử lý cái chiêu đó cho giọng mình hay hơn nhá. Dạ con cảm ơn chú. Nó tìm cô nha. Cô Hòa đã nhìn thấy dáng vẻ rồi, những cái động tác mà con đẩy chân tay như thế này rồi xé ra xé vào như thế là cô Hòa cảm thấy là con đã nghiên cứu rất là kỹ. Và chúc mừng với Bảo Ngọc về tiết mục này nhá. Đợi mãi mà chú Trung chú có deal với cô đâu, có cho cô làm giáo viên của Bảo Ngọc đâu. Nếu mà khó khăn gì tập sau thì hãy gọi cho cô nha, cô sẽ giúp đỡ con hoàn toàn miễn phí. Dạ cảm ơn cô. À, cảm ơn Tiêu Minh Phụng đã hỗ trợ cho tiết mục này. Nếu mà quý vị theo dõi những cái thước phim ở trong hậu trường thì sẽ biết là huấn luyện viên Trịnh Tú Trung và bé Bảo Ngọc á, thì dành cho nhau những cái tình cảm rất là lớn từ những cái sự chuẩn bị rất là nhỏ và rất là chỉnh chu. Và Long tin rằng dù kết quả và dù điểm số có như thế nào thì đây rồi cũng sẽ là những cái kỷ niệm vô cùng đẹp và những cái tình cảm vô cùng quý báu mà hai chú cháu dành cho nhau. Xin chúc mừng toàn team mình nhé. Quý vị thân mến, và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng thay đổi không khí một chút với ca khúc Sẩm Quê Choa. Và chào đón trên sân khấu Hoa hậu ca sĩ Hương Giang. 3, 2, 1, xin mời. Wow! Nữ ca sĩ Hoa hậu Hương Giang. Wow! Cuối cùng thì hai cô cháu con cũng đã được vào căn phòng tự hào rồi. Bao nhiêu sự cố gắng của hai cô cháu con các tuần vừa qua thì cuối cùng đã có ngày hôm nay. Ui, đây là hình của cô Thành và con ở trong tập giả cô Mỹ Linh và Đứng Nhất Tuần nè. Cảm xúc của con bây giờ như thế nào? Dạ, thật sự là con cảm thấy rất là vui và may mắn khi mà được làm việc chung với cô Thành. Ở vòng này thì con đã cố gắng rất là nhiều và con biết là mọi người kỳ vọng của con rất là nhiều nên con sẽ luôn cố gắng hết mình ạ. Hơi buồn một chút bởi vì là hôm nay cô Thành không thể ở đây cùng với con để mà treo bức ảnh này lên trong căn phòng tự hào. Bởi vì là cô đang bận để chuẩn bị cho tập tiếp theo, đó là tập cô Hương Giang, nên là cô không thể ở đây cùng với con được. Và con sẽ thay cô Thành để mà treo ảnh của hai cô cháu mình lên trên căn phòng tự hào. Hy vọng là với chiến thắng lần này của hai cô cháu con thì sẽ là một cái động lực vô cùng là to lớn để mà hai cô cháu sẽ tiếp tục cố gắng và hoàn thành thật tốt những vòng thi tiếp theo. Và bây giờ thì con sẽ mở hộp quà mà chương trình đã dành tặng cho hai cô cháu con ở trong căn phòng lần này. Và thật sự là rất là lo lắng, cũng không biết là chương trình sẽ có món quà gì. Ba chiếc thẻ. Con sẽ lấy tấm thẻ này ha. À, phần thưởng của bạn là một lần đổi nhân vật bất kỳ lúc nào. Trời ơi, rất là hay luôn nha. Và
Con sẽ nghĩ đây là một món quà mà khá là thú vị để cho con được, tức là con sẽ được lựa chọn một nhân vật khác mà là một lợi thế của con, và con sẽ làm hoàn thành thật tốt, là nhân vật con tự tin nhất, và con sẽ giấu không cho ai biết cái nhân vật mà con sẽ đổi là ai. Đối với con thì con thấy là cô Hương Giang là một nhân vật mà khá là khó để mà mình bắt chước được cái giọng này, những cái nét đặc trưng này, những cái ánh mắt này, cử chỉ này ở trên khuôn mặt và cái cách mà cô ấy thể hiện bài hát, thì đối với con thì con thấy khá là khó đó. Bởi vì là cô Hương Giang là một giọng ca rất là đặc biệt và có những cái nét diễn không phải là ai cũng có thể diễn ra được những cái nét như vậy của cô Hương Giang, những cái nét đặc trưng. Nên là hai cô cháu con sẽ cố gắng hết mình để mà thể hiện thật tốt trong lần thi tới ạ. Và bây giờ con xin mời quý vị khán giả hãy cùng xem lại clip gốc của cô Hương Giang trong ca khúc Sổng Quê Cho ạ. Thank you.
nào có chuốc rượu pha trà nơi nơi đâu. Trương Giang thân mến, hôm nay rất vui khi mà chị đã dành thời gian để lên sân khấu gương mặt thân quen của tụi em và dành cho những khán giả ở đây một đêm nhạc rất tuyệt vời, một ca khúc rất tuyệt vời. Đầu tiên chị có thể gửi lời chào đến cho quý vị khán giả và các vị ban giám khảo được không ạ? Lời đầu tiên xin phép Phương Giang gửi đến tất cả quý vị cái lời chào trân trọng nhất. Xin chào anh Đại Nghĩa, xin chào chị Thu Ngọc và Hoa Minh Di. Hôm nay chạy show nhiều quá hay sao? Chị em cả gặp nhau gì cả, nhờ em chạy show nhiều quá phải không Hòa? Vâng, ngày hôm nay thì Hương Giang đến đây thì Hương Giang cũng đã thể hiện xong cái phần thi của mình rồi. Và bây giờ xin phép là nhường sân khấu lại cho bé Gia Như. Gia Như về đây con nhá. Nhá, ok con. Chào con nhá, chúc mừng mình. Dạ vâng, và đó là Kim Thành, Gia Như. Vâng ạ, xin mời những người nhận xét đến từ hội đồng ban giám khảo. Đầu tiên xin được phép mời Hòa Minh Di ạ. Cô Hòa chắc chắn là Gia Ngư sẽ là một ngôi sao sáng. Và cái điều đấy là cô Hòa mong ngóng các quý vị khán giả đang xem chương trình hãy chú ý đến cô gái nhỏ này và hãy ủng hộ con trên con đường tương lai. Đó là cái câu khen đầu tiên sau tiết mục này. Dạ vâng, dạ em cảm ơn cô nhiều ạ. Trên sân khấu ngày hôm nay thì đánh giá cao tiết mục của huấn luyện viên Kim Thành và Gia Như là một tiết mục hay, mãn nhãn, đã tai nghe, đã mắt nhìn. Nhưng nếu xét về tiêu chí của chương trình thì nó chưa được giống lắm, bởi vì là thấy hay quá, thấy cuốn quá nên là mình mở mắt mình xem. Nhưng một lúc sau mình đã cố gắng mình nhắm mắt lại để nghe xem là có một chút nào của Hương Giang ở trong đó không. Bởi vì cô Hương Giang thì là một người rất là thân với cả cô Hòa, cho nên là không ai có thể hiểu và rõ được cái giọng của cô Hương Giang bằng cô Hòa cả. Mình cố gắng nhắm mắt khoảng 5-6 lần gì đấy nhưng mà mình vẫn chưa nghe được cái giọng mũi quen quen đấy. Cái giọng mũi mà chú Long Chun vừa làm á. Thì cái đó là một cái mà không biết là cô có thể hỏi ra như một câu hơi tế nhị một chút là mình cũng đã cố gắng tập luyện nhưng mà mình chưa có thể làm được, hay là mình đang chưa làm được cái giọng đó nên mình sẽ hát bằng một cách hay nhất. Phương án nào là phương án Gia Như đang lựa chọn? Thực ra là con có cả hai phương án ở trong cái bài hát mà con diễn ra, bởi vì là thứ nhất là giọng của con là giọng nữ trung và thực sự là để lên được mũi nó rất là khó. Và thực sự là con cũng rất là cố gắng để mà đẩy nó lên mũi nhưng mà nó chưa ra được màu của cô Giang, nhưng mà thì con đã cố gắng chuyển sang giọng hơi pha một chút nhưng mà nó vẫn chưa ra được màu của cô Giang, nhưng mà con đã cố gắng hết mình để mà thể hiện bài hát này. Chú Long Chun cũng là một cái người có khả năng nhái giọng, cho nên chú Long có thể nhái giọng được cô Hương Giang. Nhưng mà với chú Nghĩa thì thà là chúng ta như thế này. Có nghĩa là nếu chúng ta biết chắc rằng mình sẽ không thể nào bắt chước được cái giọng đó, thôi thì mình cứ hát và diễn làm sao để có một tiết mục nó hoàn chỉnh nhất, nó đẹp nhất về phần nhìn lẫn phần nghe, mặc dù có thể nó không giống. Và ngày hôm nay là một tiết mục rất tốt, xuất sắc. Cảm ơn chú ạ. Cô Hà để ý được một chút là về hình thức ở phía bên ngoài là cô Giang là rất hay có cái kiểu cười tủm giống như là hai cô trò đang làm từ đầu đến giờ. Hay không? Có vẽ hai thêm cái hai cái đúng đồng tiền là vẽ thêm. Sau đó thì cái miệng á thì chị Giang lúc nào cũng kiểu như là đấy, kiểu như là đó, lúc nào cũng cố gắng là chúm, không phải cố gắng mà miệng chị Giang nào cũng chúm chím như thế này. Nhưng mà có một điểm nếu mà cô Hà không nói thì chắc là mọi người đây cũng sẽ không biết, đó chính là sau khi những cái lần chùm nó xong thì mỗi lần mà chị Giang mở khẩu hình á thì làm bờ môi rất là hờ hững giống như đang nhảy là như vậy liền. Và ngày hôm nay thì Gia Như đã nghiên cứu và làm được hết tất cả những cái nét đó, thì về mặt hình thức là có nghiên cứu và đã làm, còn về giọng hát thì mình chưa đánh giá được giống hay không, nhưng mà dù sao thì cũng chúc mừng một tiết mục rất là hay. Cũng phải nói là giọng của chị Hương Giang ấy là một cái giọng rất khó giả, nhất là đối với những bé nữ mà còn nhỏ tuổi thì để mà dìm được cái giọng xuống như vậy thì cũng không phải là đơn giản. Thế còn anh Đại Nghĩa, anh thấy sao ạ? Với những chương trình như thế này thì chú Nghĩa rất là thích luôn, thích với những bạn nhỏ như con tiếp cận với những loại hình nghệ thuật khác nhau. Thì hôm nay cô Kim Thành cùng với con đưa cái tiết mục lên sân khấu thì đó là một cái cách để cho các bạn nhỏ giống như con biết rằng Việt Nam có một loại hình
dân ca như vậy, một cái thể loại âm nhạc hay như vậy, dễ nghe như vậy, và nó không có quá khó như từ xưa đến nay mình vẫn tưởng. Thì đó là một cái cách để mình bảo tồn những cái giá trị văn hóa của Việt Nam chúng ta. Còn về ngày hôm nay với cái phần trình diễn của hai cô cháu là thật sự chú Nghĩa bị hút mắt vô cùng ngay từ những cái nhịp phách đầu tiên, là bởi vì tạo hình quá đẹp. Tạo hình rất đẹp với bộ trang phục này, với cái make up trang điểm như thế, rồi xung quanh được sự hỗ trợ của nhóm múa, rồi với hai người nghệ sĩ thực thụ của Hát Sẩm ngồi ở đó trình diễn hỗ trợ cùng với con nữa, cho chú Nghĩa một cái cảm xúc vô cùng mãnh liệt khi chú Nghĩa xem. Đặc biệt với những đoạn cao trào khi hai cô cháu mà lắc mà bung tóc xõa tóc, mà cũng không màng đến cái chuyện xấu đẹp của mình nữa, chỉ thật sự hóa thân hòa nhập vào cái âm nhạc với cái giai điệu cùng với cái thần thái của cô Hương Giang, thì đó là cái điểm vô cùng đáng khen. Dạ vâng, xin cảm ơn lời nhận xét của giám khảo Đại Nghĩa. Thế còn chị Thu Ngọc, hôm nay ngồi đây để nghe Hát Sẩm trên sân khấu này thì chị có cảm xúc như thế nào? Nãy giờ về những cái nhận xét thì là anh Đại Nghĩa với lại Hòa Minh Di cũng đã nói hết rồi, nhưng mà với cái tiết mục này thì ngày hôm nay cho xin là Ngọc nói với cái cảm xúc của Ngọc là nãy giờ khi xem mấy cái tiết mục kia là khi mà xuất hiện á là đều có một người cao một người thấp. Em nghĩ là chương trình thiếu nhi á anh là sẽ có một người cao người thấp, cái tự nhiên hồi cái ra đây đứng hai người xong xuống đây thấy hai nàng đẹp quá trời mà không biết ai cao ai thấp, tại vì hôm nay là lần đầu tiên em ngồi đây nên là em không biết ai là Kim Thành, em không biết ai là Hải Như luôn. Với thật sự là hai bạn rất là đẹp trong ngày hôm nay, đúng như là anh Đại Nghĩa với Hòa Minh Di nói là để theo cái tiêu chí là bắt chước, thì thực ra thì với một cái phiên bản mà quá đặc biệt như Hương Giang thì để mà giống hoàn toàn thì thật sự là rất là khó, nhưng mà để nói là một cái tiết mục vừa hay vừa đẹp ngày hôm nay thì đây là một tiết mục xuất sắc rồi ạ. Yeah. Xin cảm ơn những ý kiến đóng góp của quý vị ban giám khảo, và chú tin rằng với cái sự học hỏi của con khi mà ở trong hậu trường á, hỏi rất là nhiều chú ơi phải nói như thế nào, rồi ngồi tập hát rất là kỹ lưỡng, tuy nhiên thì về cái âm sắc của mỗi người sẽ khác nhau, và hôm nay thực sự là con đã làm rất tốt tiết mục của mình. Chú xin chúc mừng team Kim Thành và bé Gia Như. Hương Giang một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị ạ. Hương Giang, lần sau là mình sẽ rút kinh nghiệm thưa quý vị. Không, cho một phút chốc hồi nãy mà khi mà nói Hương Giang em cũng đang chờ coi là có nhái theo cái giọng nói không, cái tự nhiên thấy giống cái mà lúc đó chưa nhìn lông chưa đâu thì em mới kêu chứ ui sao giống như vậy, cái tự nhiên mới quay qua. Có nghĩa là Gia Như hôm nay rất là áp lực và tập từ lúc chiều với chú Long Chun rồi, nhưng mà những cái âm sắc thì nó vẫn chưa được, nên là Gia Như có như là chú Long Chun ơi, tí nữa lên thì chú cháu mình kết hợp một tí cho cái sân khấu của mình nó vui vui một chút. Rồi, cảm ơn Kim Thành và Gia Như rất nhiều. Vâng, và người biên đạo cũng rất hay. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản song ca năm 2022. Ngay sau đây thôi, chúng tôi sẽ đưa quý vị quay trở lại quá khứ, và chắc hẳn là bài hát này có rất nhiều bạn thiếu nhi không những ở Việt Nam mà trên toàn thế giới sẽ thuộc. Và ngày hôm nay nó sẽ được tái hiện trên sân khấu Gương Mặt Thân Quen. Chúng ta hãy cùng đến với vở nhạc kịch Frozen. Chúc mừng bạn đã dũng cảm chọn phòng mạo hiểm. Để có thể thử thách và trưởng thành hơn, hãy chia sẻ cùng mình những cảm xúc của bạn trong quá trình tập luyện. Sau đó hãy đứng lên và chọn một lá thăm để nhận thử thách của mình. Đừng quên là liều ăn nhiều. Ăn nhiều mập con ạ. Liều ăn nhiều, cô xem ở đây có cái lá nào nó to nhất lấy. Mạnh mẽ lên và mạo hiểm luôn bên bạn. Nghe như phòng gì, phòng nguy hiểm ấy. Phòng nguy hiểm, mạo hiểm nữa. Tuần này thì con và cô Lịch sẽ hóa thân vào một câu chuyện. Câu chuyện gọi là câu chuyện cổ tích. Không phải có chuyện cổ tích không nhỉ? Là một bài hát trong một bài hát. Bộ phim rất là nổi tiếng. Thật ra là con đang thấy cảm thấy hơi là lo lắng, hơi lo lắng một chút. Lúc đó là con định vào phòng lo lắng rồi, nhưng mà con nghĩ lại để vào phòng mạo hiểm vào phòng để có gì mình có được thêm điểm. Ở trong này rõ ràng ghi câu là liều ăn nhiều mà đúng không? Đúng rồi. Biết đâu là chịu khó tí thì vận may sẽ đến nhỉ? Con nghĩ là con nên bốc cái này đi. Cái màu cam à? Ừ. Cũng hên xui nhá. Tại vì cô thấy cái này nó rất là nguy hiểm, nên là cô cảm thấy là con nên cái này. Ok. Còn như nào thì tùy nhá. Bây giờ cũng rình rập lắm.
mix up thêm một bài hát khác. Thế thì mình sẽ mix up bài Do you wanna build a snowman? Hợp mà. Hợp lý. Cùng đón xem là Khánh Chi và cô Phạm Lịch sẽ làm điều gì trong bài hát sắp tới nha. Do you wanna build a snowman? Come on, let's go and play. I never see you anymore. Come out the door. It's like you've gone away. Let it go. Let it go. Can't hold it back anymore. Let it go. Let it go. Still don't feel too
rất ấn tượng đúng không ạ? Ngay bây giờ thì tất cả mọi người đều đang rất nóng lòng để nghe những cái lời nhận xét đến từ vị trí ban giám khảo. Xin mời chị Thu Ngọc. Lúc đầu tiên mà Khánh Chi vào cái đoạn đầu tiên á, cái đoạn giọng trầm xuống, trời ơi, kêu chứ trời sao một cái em bé người nhỏ nhắn như thế này mà có thể hát cái giọng trầm nội lực như vậy, rất là hay. Nhưng mà đến khi mà lên giọng cái quãng cao, những cái nốt cao á, thì giọng của Khánh Chi lại hơi mỏng một chút xíu so với lại phiên bản gốc của nữ ca sĩ gốc. Nghĩa là có thể rằng là bởi vì chắc là con còn nhỏ, cho nên là khi mà giữa cái khoảng đó con vẫn chưa thể nào làm hoàn thiện được mọi thứ. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà con trình diễn, cái thần thái của con, cái kiểu mà con hát mà con rất là tự tin khi mà con hóa thân vào cái nhân vật đó, thì cô thấy rằng là ngày hôm nay con rất là tuyệt vời. Hòa Minzy, bạn nghĩ thế nào? Khánh Chi giống như một tắc kè hoa của gương mặt thân quen năm nay ạ. Bất cứ một nhân vật nào từ đầu chương trình đến giờ thì đều có thể nói là không làm khó Khánh Chi được. Có một điểm ở Khánh Chi khác với tất cả thí sinh khác đang ngồi ở trên ghế mà các bạn đang chưa làm được. Duy nhất Hòa Minzy để ý là chỉ có một mình Khánh Chi làm được, đó chính là khi đứng trên sân khấu biểu diễn thì Khánh Chi không bao giờ để ý đến ban giám khảo đang nhìn mình như thế nào, đang có cổ vũ mình hay không, hay đang tận hưởng, hay là đang vui hay đang buồn như thế nào cả. Ánh mắt của Khánh Chi không bao giờ liếc. Nhưng mà để ý một vài thí sinh ở trên này là có liếc nha. Có liếc xem là các cô chú có đang vui không, hay là các cô chú có đang thích tiết mục của mình không. Giống Sĩ Luân này, Sĩ Luân rất hay liếc này. Còn riêng Khánh Chi thì Khánh Chi lúc nào cũng nhập tâm. Và đây là một vở nhạc kịch thì đầu tiên là khen Khánh Chi về việc là con rất là tập trung, diễn rất là tốt. Cô nghĩ là hoàn thành đã trọn vẹn những gì mà con muốn truyền đạt trên sân khấu. Chỉ có những cái lúc mà tóc không kịp cởi ra thì đã có Anna giúp rồi, kiểu như vậy. Giọng hát thì cô vẫn đánh giá cao, và ngày hôm nay cô vẫn nghe được có những đoạn thì con làm tốt so với bản gốc. Chúc mừng con. Cảm ơn cô ạ. Hòa Minzy là đã từng nghe những cái phiên bản dữ dội, và thực sự tại gương mặt thân quen đã từng có một phiên bản phải gọi là cực kỳ dữ dội, mà dữ dội hơn cả cái chữ dữ dội cơ. Đó là tiết mục Let It Go của giám khảo Đại Nghĩa. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always had to be. Cause you don't feel, don't let them know. Well now they know. Let it go, let it go. Hôm nay khi xem lại cái tiết mục này, chú bồi hồi, chú xúc động là bởi vì chú nhớ là hình ảnh của mình lúc trước. Mà dĩ nhiên hình ảnh của chú thì không đẹp được như con. Nó ô về hơn rất là nhiều. Khi cánh cửa xoay lại để Khánh Chi hiện rõ ra trước mặt khán giả thì chú đã phải wow lên bởi vì đẹp quá. Cái gương mặt của con, cái thần sắc của nữ hoàng, mặc dù lúc đó vẫn còn là một cô bé, nhưng mà có một cái sự lạnh lùng, kiêu sa trong đó. Mà đó là cái điều mà chú bị giật mình, là bởi vì cái nhân vật Elsa là như thế. Ánh mắt của nhân vật Elsa bao giờ cũng có một cái sự xa vắng và lạnh lùng hết trơn á. Thì về cái gương mặt, cái biểu cảm của con ngay từ cái giây phút đầu tiên mới xuất hiện là chú thích liền vào cái đoạn hát. Có lẽ là bởi vì con còn nhỏ nên chưa đủ cái bề dày cũng như là cái kinh nghiệm. Cô này á, cô diễn về càng về sau thì cái nội lực của cổ nó càng được đẩy ra. Thì ở đây Khánh Chi theo chú Nghĩa nhận xét thì lại hơi đuối ở phần cuối. Tức là giọng của con chưa đủ mạnh mẽ, chưa đủ cái sự mãnh liệt. Nhưng mà không dở nha. Ở đây không phải là dở, chỉ là để giống như cái cô diễn viên nhạc kịch đó diễn xuất trong cái giọng hát của mình một cách dữ dội như thế thì con chưa làm tới thôi. Còn về tất cả mọi cái hình ảnh rồi về diễn xuất ở những đoạn đầu thì chú nghĩ là hoàn toàn đồng ý với cô Hòa là con làm rất là tốt. Chúc mừng hai cô trò nha, vẫn có một màn biểu diễn thành công. Sau khi xem xong cái tiết mục này thì thấy hai chữ áp lực hiện lên trong mắt Hòa Minzy. Và trong lúc mà anh Nghĩa nói thì Hòa cũng đang bắt đầu vào cuộc rồi để bắt đầu mà tính điểm cho các thí sinh. Hôm nay quá khó luôn á. Quá khó, hôm nay thực sự là một đêm rất khó bởi vì bạn nào cũng làm rất là tốt. Hôm nay không chấm điểm nữa đâu. Và trước khi đến với phần cho điểm từ ban giám khảo thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng giải lao trong chốc lát. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản song ca 2022. Quý vị thân mến, ở mỗi tập thi chúng tôi đều có một phần để tôn vinh những chuyên gia hóa trang. Và ngày hôm nay chúng tôi cũng sẽ trao giải hóa trang xuất sắc nhất cho một đội. Trên tay Long Chun hiện tại đang là kết quả và Long sẽ công bố ngay sau đây. Đội chơi giành chiến thắng trong phần hóa trang xuất sắc nhất tuần này đó chính là
Richie Võ và Thi Trần đến từ team Kim Thành và Gia Như, xin chúc mừng. Ngay bây giờ thì xin mời những chuyên gia hóa trang của chúng ta sẽ bước lên sân khấu để nhận giải. Vâng, và xin chúc mừng, đây là team hóa trang xuất sắc nhất trong tuần này. Như quý vị cũng đã nhìn thấy, gương mặt của bé Gia Như hiện tại có một chiếc mũi giả mới được phẫu thuật xong. Và không biết là trong cái quá trình mà phẫu thuật như thế này, team mình có gặp nhiều khó khăn không? Và làm thế nào để mà khi biểu diễn lắc lư rất là mạnh, những cái động tác khó như vậy mà nó không có bị ảnh hưởng đến cái phần hóa trang của mình ạ? Dạ thì bé thì rất là kiên trì, đó là kiên trì ăn. Bé rất là kiên trì ăn nhưng mà không ảnh hưởng gì đến cái mũi hết. Và đặc biệt là bé rất là cẩn thận, là cô ơi con ngứa chỗ này quá, cô gãi giúp con, chứ bé không dám tự gãi. Thì cũng hơi khó một xíu là sáp này nó khó thao tác thôi, chứ còn đối với bé thì cũng không có gì là khó giải quyết hết. Vâng, và xin cảm ơn team Kim Thành và bé Gia Như, xin chúc mừng giải hóa trang xuất sắc nhất tuần này. Cảm ơn các bạn. Thưa quý vị ban giám khảo, giây phút chúng ta không mong đợi nhất rồi cũng sẽ phải đến. Bởi vì là cứ mỗi lần mà đến cái lúc mà phải cho điểm thì sẽ rất là nhức đầu, rất là suy nghĩ nhiều. Vậy thì ngày hôm nay thì theo anh Nghĩa thì ai sẽ là người đưa ra số điểm trước ạ? Thì bây giờ mình cứ như mọi khi đi, mình cứ từ phải qua trái. Thì ai không may ngồi vị trí cuối cùng thì mình sẽ đóng vai ác thế thôi. Anh hay quá. Thì ngay bây giờ từ phải qua trái, em xin mời ca sĩ Hòa Minzy ạ. Hả? Ủa? Đúng rồi, phải bên em, đúng rồi. Dạ, đúng rồi, phải, chưa biết bên nào. Thì em nhìn từ đây phải qua trái là cứ thế thôi. Em à, nếu như em như vậy thì thôi, chúc mừng em nha. Một lát em sẽ là bà phù thủy của đêm nay. Ủa, sao vậy? Thì đó, bây giờ từ phải qua trái thì em sẽ là người cuối cùng áp lực nhất đây ạ. Đọc cuối cảm thấy mình cứ bị ác độc sao ấy. Vậy hả? Không chịu nổi luôn á. Ngày hôm nay thì các thí sinh khá là đồng đều. Và cái việc đồng đều đó nó gây ra nhiều những cái sự khó khăn. Cho nên là có một lời gửi tới các bé rằng là tất cả các số điểm ngày hôm nay nó là con số không thể thay đổi của ban tổ chức. Chứ còn nếu mà bản thân Hòa mà cho ngày hôm nay thì mọi người chắc chắn là sẽ có một cái số điểm tương đồng với nhau. Mà nó không phải là số điểm thấp, mà sẽ là số điểm cao nhưng mà tương đồng với nhau. Nhưng mà bây giờ ban tổ chức không cho thì không còn cách nào. Thì Hòa Minzy xin phép mọi người và đặc biệt là các bé thì hy vọng các con sẽ không buồn nhá. Đầu tiên số điểm 7 sẽ dành cho team của huấn luyện viên Thái Bình và bé Nam Phong. Số 8 là Quốc Bảo và Sĩ Luân. Số điểm số 9 là xin trao cho huấn luyện viên Phạm Lịch và bé Khánh Chi. Số 10 xin được trao cho Tam Ca Bác Con Mèo, huấn luyện viên Trịnh Tú Trung và bé Bảo Ngọc. Hôm nay bé Bảo Ngọc đã làm rất là tốt so với chính bản thân của con rồi. Và nếu con cứ như vậy nữa thì mỗi vòng thi thì con sẽ mang lại những ấn tượng lớn hơn trong vòng ban giám khảo. Và đừng buồn nhé con nhé. Số điểm thứ 11 sẽ dành cho huấn luyện viên Kim Thành và bé Giang Như. Và số điểm thứ 12 là dành cho huấn luyện viên Phượng Vũ và bé Khả Hân. Xin chúc mừng bé Khả Hân và huấn luyện viên Phượng Vũ đã giành được số điểm cao nhất từ giám khảo Hòa Minzy. Vâng, và mình cứ theo thứ tự thì ngay sau đây thì em xin mời vâng chị Thu Ngọc ạ. Sẽ cho điểm. Em ơi, hiểu cái thứ tự là gì không Long? Hay quá. Thứ tự là từ đây rồi tới đây rồi tới đây chứ. Không, em nghĩ là ở trong cuộc sống chúng ta luôn tạo ra những cái điều bất ngờ. Và những cái điều bất ngờ nó luôn ập vào chúng ta. Cho nên là em nghĩ là anh nên thích nghi với cái sự bất ngờ này anh nghĩa. Em ơi chị. Trời ơi, thì cái nãy giờ đang áp lực là bởi vì là đó, mình giống như anh Nghĩa nói là mình là cuối cùng. Tại vì thực sự là chị là lần đầu tiên ngồi đây để công bố điểm nên chị không có biết là áp lực như thế nào. Nhưng mà khi mà nói như vậy thì là biết là áp lực là khi mà mình nói số điểm thì các bé bên kia thì chắc là sẽ có buồn. Nhưng mà thực ra mà nói như các bạn thấy là điểm là trong đây là toàn là cho cao, xong rồi ban tổ chức không chịu cái là phải xóa đi, là xếp theo thứ tự lại, toàn là cho trên 10 điểm không đó. Cho nên nó là không trời phải là ơi, chương trình người ta thang điểm từ 7 tới 12 rồi, mà bắt cho 10, 11, 12, 13, 14, 15 ban tổ chức nào mà chấp nhận. Điểm số 7 chị cho team của Thái Bình và Nam Phong. Điểm số 8 thì chị cho Quốc Bảo và Sĩ Luân. Điểm số 9 là cho team của Kim Thành và Gia Như. Điểm số 10 là cho team của Trịnh Tú Trung và Bảo Ngọc. Điểm số 11 là cho team của Phạm Lịch và Khánh Chi. Và điểm số 12 là cho team Phượng Vũ và Khả Ngân. Chúc mừng team Phượng Vũ và Khả Hân.
Vậy là chúng ta đã có hai số điểm cao nhất đến từ vị trí của hai vị giám khảo nữ. Và anh Nghĩa ơi, vừa nãy thì em có thấy anh quay sang nhìn Thu Ngọc đấy. Hôm nay nhá, em là phải đóng vai ác. Cho em xin anh. Anh tự anh trấn an anh luôn. Ôi đau lòng đức từng đoạn guộc. Thì chú Nghĩa vẫn là tiêu chí như mọi khi. Hát giống nó là cái điều quan trọng nhất. Và sau đó sẽ là trình diễn giống, rồi thứ ba, thứ tư, thứ năm mới là những cái yếu tố phụ trợ. Vì vậy số điểm cũng có một vài chỗ nó khác so với hai vị giám khảo ở đây. Ở điểm 7, chú Nghĩa dành cho đội của bé Nam Phong và cô Thái Bình. Cố lên, ở tuần sau. Điểm 8, chú Nghĩa dành cho đội của bé Khánh Chi và cô Phạm Lịch. Điểm 9, đó là đội của bé Gia Như và Kim Thành. Điểm 10, đội của bé Bảo Ngọc và chú Trịnh Thu Trung. Điểm 11, mà chú Nghĩa nhận xét là hát giống và phần trình diễn cũng giống. Đó chính là đội của Quốc Bảo và Sĩ Luân. Và dĩ nhiên, điểm 12 là điểm dành cho cô bé Khả Hân và cô Phượng Vũ. Như vậy là trong ngày hôm nay thì bé Khả Hân và team Phượng Vũ đã giành chọn 3 con điểm 12 và trở thành đội nhất tuần trong chương trình ngày hôm nay. Xin chúc mừng! Quý vị thân mến, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến tổng điểm sau khi mà cả 3 vị giám khảo đã đưa ra số điểm của mình. Xin mời! Thái Bình, Nam Phong 21 điểm, Quốc Bảo, Sĩ Luân 27 điểm, Phạm Lịch, Khánh Chi 28 điểm, Kim Thành, TDA, Gia Như 29 điểm, Trịnh Tú Trung, Bảo Ngọc 30 điểm và Phượng Vũ, Khả Hân 36 điểm. Một số điểm tuyệt đối thưa quý vị. Và như vậy là chúng ta đã trải qua hết 4 đêm thi. Sau đây sẽ là tổng điểm của 4 đêm thi. Quốc Bảo, Sĩ Luân 98 điểm, Trịnh Tú Trung, Bảo Ngọc 105 điểm, Thái Bình, Nam Phong 109 điểm, Kim Thành, TDA và Gia Như 113 điểm, Phượng Vũ, Khả Hân 129 điểm và đầu bảng đang là Phạm Lịch, Khánh Chi với 130 điểm. Khả Hân thân mến, con ơi, bây giờ mình lên nhận giải thôi ha. Vẫn rất là nhẹ nhàng thưa ta phải không con? Khả Hân thân mến, đây đã là lần thứ 2 mình được nhất tuần rồi. Bây giờ con có đang cảm thấy vui không? Có đang cảm thấy hưng phấn không? Dạ, con cảm thấy rất là vui. Tại vì con nghĩ là mọi người sẽ được một giải nhất tuần thôi. Mà cô Phi Nhung kỳ này lại đối với con lại hơi khó. Tại vì giọng cô rất là đặc trưng luôn. Không, nghe nói chuyện lại thấy bé nói chuyện rất giống kiểu của cô Phi Nhung nha. Rất giống luôn. Chúc mừng con và chúc mừng team Phượng Vũ đã giành được giải nhất tuần của tuần này. Và trước khi quay trở lại với tiết mục của team Phượng Vũ, chúng ta sẽ cùng đến với chiếc nút thân quen để cùng xem sang tuần tới thì các bé sẽ hóa thân thành nhân vật nào nhé. Nam Phong thân mến, trước mặt con là chiếc nút bấm thân quen và hứa hẹn sẽ đem lại cho con những bất ngờ ngay bây giờ. Con sẵn sàng chưa? Con rồi ạ. Rồi, mình chuẩn bị nhá. Sẵn sàng. 3, 2, 1, xin mời con. Cần là cô sẽ mời chú Đức Phúc chỉ con hát liền. Chú tin là cô Hòa Minh Di sẽ cho con những lời khuyên. Nhớ hỏi cô Hòa Minh Di nha. Vâng ạ. Cảm ơn con. Sĩ Luân thân mến, chúng ta lại gặp nhau ở đây và ngay bây giờ sẽ là nhân vật mà con phải hóa thân vào tuần sau. Con có hy vọng đó sẽ là nhân vật nào, nam hay nữ, cao hay thấp, mập hay ốm không? Con hy vọng là nam ạ. Nam hả? Ok, chú cũng hy vọng sẽ là một nhân vật nam nữa cho tuần tới. Sẵn sàng. 3. Cố gắng lên con. Trên lửa, trên lửa, trên lửa. Xin chào Elsa, nữ hoàng băng giá. Tuần này thì mình đã làm nữ hoàng rồi. Con có muốn là tuần sau mình sẽ bấm được một cái nhân vật nam nào đó? Thôi ạ, con không muốn làm nam. Không muốn làm con nam thay đổi suy nghĩ rồi. Ok, chú hy vọng là con sẽ bấm được một cái nhân vật mà con mong muốn nha. Chuẩn bị. 3, 2, 1. Cảm ơn con. Chào chị Hương Giang. Ngày hôm nay thì chúng mình đã có những giây phút rất là vui vẻ với nhau trên sân khấu Gương Mặt Thân Quen. Thì chị mong là được một nhân vật như thế nào?
Bây giờ nhân vật nào cũng được, chỉ có quan trọng gì đâu em. Nhạc nào chị chạy nhảy Long được. Em bây giờ chị sẽ bấm luôn nhá Long nhá. Dạ vâng, mời chị bấm. Em sẵn sàng nhá. Chuẩn bị 3, 2, 1, xin mời. Một giọng hát vô cùng nội lực. Nói chung là khó đó nha, nhưng mà cứ tập luyện là sẽ được. Chú tin con làm được. Yeah. Bảo Ngọc thân mến. Dạ. Con muốn một nhân vật như thế nào nè? Dạ con muốn một nhân vật nữ. Nữ. Hơi ốm ốm. Hơi ốm ốm nhảy không? Dạ nhảy. Nhảy múa luôn. Dạ đúng rồi. Dạ. Được. Chú tin là điều đó phép màu sẽ xảy ra với con. Chú sẽ làm phép cái nút này nha. 3, 2, 1, xin mời. Chú xin lỗi con, hôm nay phép thuật của chú thực sự là hơi có vấn đề con ạ. Ôi, không hề đơn giản nha. Hai thầy trò cố lên nha. Dạ. Cả hai thân mến, con muốn nói gì hả? Con muốn nói gì? Dạ, kỳ này con mong là con bốc được cái người nào mà mập mập mà nhảy nhiều á, để con được ăn chứ mấy bữa nay giảm cân mệt quá. Chắc chắn, chắc chắn. Nhưng mà con cứ ăn đi. Còn lại cái việc mà hóa trang như thế nào để các cô chú hóa trang lo. Mình sợ gì, mình có thể đánh khối này, mình có thể nịt bụng vào một tí cho nó gầy đi. Không cả cứ phải nhịn ăn, con sẽ ốm á nha. Ừ. Rồi, thầy chú Vận. Rồi, con sẵn sàng chưa? Chuẩn bị 3, 2, 1, xin mời. Wow. Do anyone. Đây là một nhóm nhạc nữ rất nổi tiếng. Con cũng thích mấy cô này, nhưng mà về giọng hát thì con thấy hơi ghén. Hơi ghén. Ram ram pa 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 pa. Con biết không? Biết bài đó không? Tuần sau mình phải sung lên nha. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe lại ca khúc đã giành giải nhất tuần trong tuần này. Chương trình Gương Mặt Thân Quen phiên bản song ca năm 2022 tuần thứ tư của chúng tôi đã kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần thứ năm. Vâng, chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3, được sản xuất bởi Đài Truyền hình Việt Nam. Còn bây giờ thì chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Tạm biệt. Và một trong số những thí sinh của chúng tôi sẽ bước vào căn phòng mạo hiểm và bốc phải thử thách thay đổi huấn luyện viên của mình. Sao nè? Bây giờ là sao nè? Gương Mặt Thân Quen năm nay đã có một bạn thí sinh không chỉ hát hay mà còn truyền đạt được những cái thông điệp rất là tốt cho các bạn nhỏ khác đang xem truyền hình nữa. Con biển biển tối tỏ, tí te tỏ te tỏ te. Au!